À, xin chào các bạn ha. Hôm nay Ad xin giới thiệu thêm một dòng LED âm trần của Comet, cái mã hàng CD03M ha. Mình sẽ quay ở đây. Cái dòng sản phẩm này gồm hai công suất, đó là công suất 7W như hình và công suất thứ hai là 9W. Thì cái dòng âm trần đổi màu của Comet có gì đặc biệt, mình sẽ nói chi tiết hơn ha. Thứ nhất á, là cái dòng này nó gồm 3 màu ánh sáng. Chúng ta có ánh sáng trắng 6.500K, ánh sáng vàng 3.000K và ánh sáng trung tính 4.000K. Thì một sản phẩm này nó sẽ chiếu 3 màu ánh sáng tùy vào nhu cầu ánh sáng mà chúng ta chọn ha. Thì cái sản phẩm này là sản phẩm new, hoàn toàn mới ha. Thì nó có một số đặc điểm nổi bật. Thứ nhất á, là dải điện thế rất là rộng, từ 85 đến 265V ha. Thì dải điện thế rộng để làm gì? Thì những cái chỗ mà điện yếu á, khoảng 120, 130, 140 thì cái sản phẩm âm trần đổi màu Comet này vẫn sử dụng được ha. Đó là cái điều đặc biệt của âm trần đổi màu, là dải điện thế rất là rộng. Thì đây cái phi mình cũng nói thêm lỗ phét trần á. Thì đây lỗ phét là lỗ phét 90. À, các bạn nhớ ha, lỗ phét 90 đối với 7W và 9W thì lỗ phét là 110 lỗ phét trần á. Thì lỗ phét 90 đối với dòng 7W thì nó khá thông dụng đối với những cái ngôi nhà mà chúng ta có dùng cái lỗ phét 90 ha. Còn 9W thì lỗ phét là 110, mình nói thêm để các bạn cái âm trần của mình mà có khoét lỗ sẵn phi 90 đối với 7W á, hoặc là phi 110 đối với 9W thì chúng ta mua về sử dụng rất là phù hợp. Chúng ta chỉ cần mua một sản phẩm thôi, chúng ta có tới 3 màu ánh sáng. Thì 3 màu ánh sáng nó chi tiết làm sao chút xíu S sẽ nói thêm ha. Các bạn nhớ ha, cái mã là CD03M ha. 007G, nghĩa là cái viền màu vàng gold á, là 7W màu vàng, viền vàng. Thì nó có hai sản phẩm 7W, thì nó có hai sản phẩm. Thứ nhất là chúng ta chọn viền bạc hay là viền vàng ha. Cái dòng này nó cho chúng ta cái sự tiện dụng rất là cao. Sự tiện dụng đó là chỉ cần mua một sản phẩm thì chúng ta có 3 màu ánh sáng. Thì mình sẽ gỡ ra để cho bạn thấy sản phẩm thực tế. Hôm nay mình bị mất giọng nên nói nó không có được rõ ràng lắm ha. Đây là cái viền màu vàng ha. Phía sau là cái đế tản nhiệt nhôm có in nổi logo Comet ha. Còn hai cái này là hai cái miếng mà giữ ở trên trần thạch cao giữ lại để cố định cho sản phẩm ha. Thì sản phẩm gồm có một cái driver như như hình ha, và hai cái dây. Thì chỗ này có cái nối bằng domino rất là tiện lợi ha. Chúng ta nếu mà sau một thời gian sử dụng mà chúng ta khoảng 2-3 năm mà nó có bị vấn đề gì thì chúng ta chỉ cần thay cái driver này thôi là sản phẩm chúng ta sử dụng tiếp ha. Nó không có dính, không có liền bằng domino. Cho nên những sản phẩm mà chúng ta sử dụng mà qua 3-4 năm mà nó có trục trặc gì driver, chúng ta chỉ cần tháo driver ra thay thôi là rất là tiện lợi, chúng không cần phải thay nguyên một sản phẩm mới ha. Đó là tác dụng của cái domino khi driver rời ha. Đây thì đây là sản phẩm có viền vàng, sản phẩm có viền trắng là đây ha. Cái viền trắng các bạn thấy không, đây là viền trắng à. Đây là sản phẩm mẫu. Thì tất cả những sản phẩm thuộc về Comet LED ha thì được bảo hành một đổi một trong vòng 2 năm, 24 tháng ha. Một đổi một là chúng tôi sẽ đổi mới cho quý khách nếu sản phẩm nó bị lỗi kỹ thuật không sáng ha. Chúng ta mua về mà nếu tất cả sản phẩm LED thuộc nhóm LED Comet mà không sáng thì chúng ta là một đổi một chứ không có sửa chữa ha, trong thời gian là 24 tháng. Thì đây là nó đổi màu, thì mình sẽ nói thêm về cái chu kỳ đổi màu nó, cái vòng vòng đổi màu đó. Thứ nhất á, nếu chúng ta bật thứ nhất là ánh sáng trắng ha, ánh sáng trắng ha. Bật lần thứ hai á, bật lần hai nó sẽ chấm cho ánh sáng màu vàng ha, ánh sáng vàng giống như bạn thấy ha. Và nếu chúng ta bật lần ba thì cho ánh sáng trung tính
Khó bật quá tại mình quay có một tay à. Đó. Sáng trung tính. À, mình làm lại ha. Bật lần thứ nhất ánh sáng trắng. Chúng ta tắt đi, chúng ta bật lần thứ hai để cho ánh sáng vàng. Chúng ta sẽ tắt đi, bật lần thứ ba cho ánh sáng trung tính. À, ánh sáng trung tính là ánh sáng khá là nhẹ dịu, nó lai giữa ánh sáng vàng và ánh sáng trắng. Thì thay vì những cái sản phẩm của các thương hiệu khác á, nếu dùng âm trần đổi màu mà chúng ta về thợ điện mà lắp không có chuẩn á, mà chúng ta dùng nhiều công tắc á, thì nó có một hạn chế là nó sẽ cho khi chúng ta bật hết lên nó cho ánh sáng tùm lum hết, nghĩa là một chỗ ánh sáng trắng, một chỗ ánh sáng vàng, hoặc là một chỗ ánh sáng trung tính, nó không có đồng bộ. Thì Comet LED đã cải thiện được cái vấn đề ở những thương hiệu khác gặp phải. Thứ nhất á, là âm trần đổi màu của Comet sẽ mặc định là nếu trong vòng 10 đến 15 giây mà chúng ta tắt cho chúng ta bật lên á, nó sẽ quay về ánh sáng trắng đầu tiên. Ánh sáng trắng quay đầu tiên là do mục tiêu của chúng tôi là thấy nhu cầu thị trường ánh sáng trắng nhiều, cho nên đã thiết kế để cho ánh sáng trắng là ánh sáng mặc định ban đầu ha. Theo chu kỳ nó sẽ bật ánh sáng trắng trước, ánh sáng vàng sau và ánh sáng trung tính là cuối cùng. Nhưng nếu chúng ta tắt và ngừng, chúng ta không bật liên tục theo chu kỳ đó, nếu chúng ta bật mà ngừng lại trong vòng khoảng 10 đến 15 giây thì nó sẽ cho ngược lại ánh sáng trắng. Mình thấy ví dụ thứ nhất á, là ánh sáng trắng ha. Ok, ánh sáng trắng. Thứ hai là ánh sáng vàng ha. Theo chu kỳ tôi bật một lần nữa thì nó sẽ cho ánh sáng trung tính, và tôi sẽ dừng lại trong khoảng 10 đến 15 giây thì tôi không bật liên tục á, thì nó sẽ quay trở lại ánh sáng trắng. Điều này sẽ giúp cho chúng ta bật tất cả các cái công tắc mà sử dụng âm trần đổi màu này, nó sẽ cho đồng loạt màu trắng hoặc đồng loạt màu vàng hoặc đồng loạt trung tính, chứ không có trường hợp là chỗ trắng, chỗ vàng, chỗ trung tính như các sản phẩm thương hiệu khác trên thị trường hay bị bắt lỗi phải ha. Đó là lỗi kỹ thuật thôi chứ không có vấn đề gì lớn. Thì nhưng mà nó ít ảnh hưởng rất là nhiều, nghĩa là chúng ta phải đi vòng vòng nhà, chúng ta đi từng công tắc chúng ta bật để cho nó phù hợp với cái một màu ánh sáng á, đồng với một màu ánh sáng rất tốn thời gian ha. Bây giờ mình bật lại nó sẽ cho ánh sáng trắng nè, thay vì lúc nãy mình bật liên tục nó sẽ cho ánh sáng màu trung tính cuối cùng. Nhưng mà tôi dừng lại hơi lâu cho nên tôi sẽ bật lại là ánh sáng trắng ha, các bạn thấy ha. Và chúng ta sẽ làm lần nữa, nó cho ánh sáng vàng theo chu kỳ ha, màu vàng ha. Và tiếp tục nữa lần nữa thì nó sẽ cho ánh sáng trung tính nè. Nếu chúng ta bật không ngừng lại trong vòng 10 giây, nghĩa là không dừng liên tục trong 10 giây thì nó sẽ theo cái chu kỳ là trắng, vàng và trung tính ha. Các bạn nhớ là khi chúng ta bật liên tục thì nó sẽ cho ánh sáng theo chu kỳ. Còn chúng ta bật và tắt, chúng ta dừng lại trong vòng 10 giây á, thì nó sẽ mặc định sẽ tất cả các âm trần trên trần nhà chúng ta sẽ về lại ánh sáng trắng. Nếu là về lại cái chu kỳ đầu tiên ha. Đây, mình bật lại là ánh sáng trắng ha. Rồi, đó là một điểm mà Comet LED đã cải thiện được cái hạn chế của các âm trần đổi màu của các thương hiệu khác trên thị trường hiện nay mắc phải ha. Đó là mặc định ánh sáng ban đầu là trắng, hoặc khi dừng lại thì nó sẽ về ánh sáng mặc định ban đầu vẫn là trắng tiếp, chứ không phải là màu lung tung như là các sản phẩm khác. Đó là một sự cải thiện đáng kể của Comet LED, âm trần đổi màu của Comet LED ha. Thì nếu các bạn có quan tâm đến sản phẩm này, các bạn có thể tìm mua ở tất cả các hệ thống tiệm điện trên toàn quốc, hoặc có thể mua online ha. Thì về chi tiết thì chúng tôi sẽ gửi cái đường link sau cái phần giới thiệu sản phẩm này đến các bạn có quan tâm, để chúng ta có thể dễ dàng tìm mua được cái sản phẩm Comet LED đổi màu này ở các tiệm điện, hoặc là chúng ta không có thời gian chúng ta hãy mua online ha. Đó là những cái gì mà S giới thiệu đến các bạn, để các bạn nắm thêm về một sản phẩm vừa được tái tung thị trường của Comet LED. Thì sản phẩm này S nhắc lại là phi 90 đối với 7W và phi 110 đối với 9W.
Thì mỗi công suất nó sẽ có hai cái viền ha, hai cái viền để mình lựa chọn. Chúng ta thích cái dòng mà standard đó, là chúng ta không thích viền vàng thì chúng ta thể mua viền trắng ha. Còn như các bạn mà muốn cái gì cái nhà mình nó nổi bật hơn thì chúng ta thể mua viền vàng nó vẫn là theo chu kỳ trắng vàng rồi trung tính nha các bạn. À, xin cảm ơn các bạn và hy vọng các bạn sẽ ủng hộ nhiều hơn nữa cho thương hiệu Comet LED của chúng tôi trong năm 2019. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.